Chân Dung, người chồng đầu tiên của diễn viên Việt Trinh. Việt Trinh sinh năm 1972, là một diễn viên nổi tiếng thập niên 1990. Cô sở hữu gương mặt với đôi mắt to tròn. Việt Trinh từng được coi là biểu tượng nhan sắc thời bấy giờ. Bộ phim nổi tiếng làm nên tên tuổi của Việt Trinh là vai diễn Bạch Cúc của Người Đẹp Tây Đô. Từ đó, tên tuổi của cô gắn liền với danh xưng này. Nhận vai Bạch Cúc khi vừa mới 24 tuổi, nhưng Việt Trinh đã thể hiện vô cùng xuất sắc diễn biến tâm lý của một cô gái từ khi còn là một nữ sinh có vẻ đẹp vô cùng nổi bật. Cũng như Bạch Cúc, cuộc đời của Việt Trinh nhiều thăng trầm không kém. Nhiều năm qua, chưa ai từng thấy Việt Trinh đi bên người đàn ông nào hay chia sẻ chuyện cá nhân. Chỉ biết chuyện đời cô trong quá khứ có nhiều sóng gió khiến Việt Trinh chọn cách không lập gia đình, một mình nuôi con. Việt Trinh chia sẻ, may mắn của cô là không gặp rắc rối với người bạn đời của mình. Cả hai đều rất tôn trọng và không làm gì có lỗi với người còn lại. Thế nhưng, mâu thuẫn duy nhất dẫn đến quyết định làm mẹ đơn thân của nữ diễn viên chính là không hòa hợp được lý tưởng sống của đôi bên. Việt Trinh cho biết cô sống vì nghề nhưng người chồng của mình lại không thích nghề của cô. Việt Trinh vì quá yêu nghề diễn, quá tâm huyết với những gì mình đang cống hiến cho khán giả, lại vô tình hời hợt chăm sóc gia đình nhỏ riêng của mình. Khi chồng vô tình thốt lên một câu nói động chạm đến nghề diễn của cô, yêu cầu cô phải dừng con đường nghệ thuật mà mình đang chọn để toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình, Việt Trinh cảm thấy bị xúc phạm. Cô quyết định cả hai sẽ ly hôn để giải thoát cho nhau. Từng là bạn thân trước khi kết hôn, vì quá hiểu nhau nên Việt Trinh và chồng luôn dành những lời tốt đẹp cho nhau. Tuy không còn sống chung cùng gia đình nhưng tình cảm gia đình vẫn luôn đong đầy. Cô cho biết dù bản thân và chồng có mâu thuẫn như thế nào đi chăng nữa, con của cô vẫn luôn nhận được tình thương đầy đủ từ cả cha lẫn mẹ. Việt Trinh chưa bao giờ nói về lý do hai người chia tay vì bé Nhân luôn xem ba là thần tượng. Cô không muốn gieo cho con những suy nghĩ của người lớn, con phải yêu cả ba lẫn mẹ. Việt Trinh chia sẻ rằng, cho đến tận bây giờ, cô vẫn rất còn yêu chồng cũ của mình, kể cả lúc quyết định chia tay. Tuy nhiên, tình yêu là tình yêu với người thân trong gia đình, không phải chỉ là tình cảm trai gái đơn thuần. Chính vì vậy, hiện giờ cô cần một người bạn tri kỷ hơn là một người bạn đời. Việt Trinh thừa nhận khi có gia đình, vì quá yêu nghề mà cô lơ là chăm sóc cả chồng lẫn con. Dù bị tổn thương khi chia tay vì bị xúc phạm, nhưng khi nhìn nhận lại, Việt Trinh thừa nhận trong đó có lỗi của mình. Việt Trinh cũng muốn gửi gắm đến khán giả một điều mà cô đã nhận ra sau khi ly hôn. Khi chúng ta đang mang thai, rất nhiều phụ nữ vẫn luôn quan niệm rằng tôi đang mang thai con của anh thì anh phải có trách nhiệm chăm lo cho tôi. Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn nhận rằng người đàn ông của mình đôi lúc phải đi làm rất mệt mỏi, đôi lúc có những căng thẳng với công việc. Có thể ngày hôm nay người ấy chăm sóc cho mình rất kỹ nhưng ngày mai lại rất hời hợt. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta cho mình cái quyền là phái yếu, lên mình được tất cả, mặt nặng mày nhẹ với chồng của mình. Cách đây không lâu, người đẹp tuyên bố sẽ chọn cuộc sống độc thân suốt đời. Hiện tại, Việt Trinh tập trung hoạt động từ thiện, một lòng hướng về Phật Pháp và hài lòng với cuộc sống cùng cậu con trai hơn 10 tuổi. Với Việt Trinh, con trai thiện nhân chính là nguồn vui, là động lực của cô và bản thân cô không muốn đi bước nữa. Trong một chương trình truyền hình, nữ diễn viên đã rơi nước mắt nói rằng, tới nay tôi nuôi con một mình gần 11 năm rồi mà không dám đi bước nữa. Khẳng định luôn bây giờ cho đến nhắm mắt là không bao giờ tự tin lập gia đình một lần nữa, Việt Trinh đã chia sẻ. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng kênh, like, chia sẻ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.